Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Và hôm nay là cuối tuần rồi, chúng ta cùng đi dạo quanh Moscow thôi và đi ăn uống. Bọn mình vừa mới đi ra khỏi bến tàu điện ngầm Lubyanka. Bến tàu điện ngầm Lubyanka là một bến tàu điện ngầm ở ngay ở trung tâm thủ đô Moscow. Nó cách quảng trường đỏ chừng 400-500 mét thôi. Và hôm nay là bọn mình sẽ đi dạo một chút. Bây giờ là 6:30, à đâu? Bây giờ là 7:30 tối, vừa mấy cái giờ tan tầm ở Nga thì cái bây giờ là có rất nhiều người từ những văn phòng người ta đi trở về nhà và đi dạo đi chơi, các bạn xem nhá. Ở đây cũng có quán Black Starbucks, cũng có rất nhiều người ăn. Cái Met Lubyanka này nó nằm ở ngay trung tâm thủ đô Moscow, nên là nó là một cái địa điểm có thể nói là nhà và văn phòng ở đây thì nó có giá cực kỳ đắt luôn. Cái đường phố mà mình đang đi đây đó là một cái đường, là một đoạn đường ấy, được mệnh danh là đoạn đường đắt nhất Moscow. Các bạn biết tại sao? Bởi vì đây, cái chỗ phố này nhá, có rất nhiều quán hàng ngon. Và nó ở ngay gần quảng trường luôn. Và cái chỗ này thì hầu như là một nơi của Moscow không bao giờ ngủ á. Theo cái thông tin mình vừa mới tìm hiểu mới đây ấy, thì cái đoạn đường này các bạn biết là bao nhiêu tiền một mét vuông không? Một cái giá mà như kiểu là không thể tin nổi luôn á. Đó là 200.000 đô đến 750.000 đô một mét vuông nhá. Một mét vuông thôi nhá, chứ không phải là một phòng nhá các bạn nhá. Các bạn thấy giá ở đây nó kinh khủng chưa? Và hầu hết thì tại sao con đường này nó lại đắt thế? Đó là con đường này nó nằm ngay ở trong trung tâm. Ở thế kỷ 15 ấy, thì đây là một con đường mà các thương nhân hay đi lại và là nơi sinh sống của các thương nhân. Vì thế nên là con đường này nó đã trở thành trung tâm. Hầu hết ấy, những cái ngôi nhà ở đây thì được xây dựng cách đây là 8-90 năm rồi. Các bạn nghĩ ai là người ở trong những cái ngôi nhà này? Thực ra thì những cái người ở trong ngôi nhà này rất ít. Hầu hết đó đều là căn phòng hoặc là những hàng quán thôi, chứ về căn hộ đơn lẻ mà để ở ấy thì cái khu này nó quá đắt, nên là rất ít người ở. Đây là những cái hàng quán này, những cái bar ăn uống này, có karaoke luôn. Như các bạn có thể nhìn thấy đây thì ngay đằng sau mình đây, đó là một cái tòa nhà rất là cổ kính. Nó được xây dựng từ năm 1890 đến năm 1893, có nghĩa là từ thế kỷ thứ 18 rồi đúng không? Đây là một cái cửa hàng trà lớn nhất ở thủ đô Moscow. Với cái lịch sử lâu đời như thế này ấy, thì cái cửa hàng trà này nó đã được đi vào rất nhiều những cái tác phẩm văn học của Nga lớn. Đây là một cái cửa hàng chuyên về trà nhá, nên là ở trong này có rất nhiều loại trà khác nhau. Vào năm 2018 ấy, so với cái thông tin mình đọc được ấy, thì nó đã bán được trên 340.000 túi trà khác nhau. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào cái cửa hàng này và xem ở bên trong cửa hàng này có gì nhá. Cái cửa hàng trà này thì ngay cạnh bến tàu điện ngầm Chistobrudy. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong. Rồi có mấy anh đi xe máy. Các bạn có thể thấy là ngay ở đằng ngoài ngôi nhà này thì các kiến trúc được làm rất là đẹp, với những cái cây cột được làm bằng đá. Ui, khi vừa mới bước chân vào cửa hàng sẽ có mùi rất là thơm các bạn ạ. Ở đây có một bình phong rất đẹp. Mình nghĩ đây là một cái bình phong rất là cổ rồi, nên là nó được đựng trong lồng kính.
Ồ, đây có bánh Nhật này. Mochi mochi. À, đây là lần đầu tiên mình về Mít vào cái cửa hàng này luôn. Ở đây cũng có bán rất là nhiều trà Trung Quốc này. Nói chung là trà của tất cả các nước. Các bạn có thể thấy cái phần trần nhà thì là được vẽ trong mỗi ô thì là những cái con vật khác nhau rất là đẹp. Và đây là một cái kiến trúc mình cảm thấy như kiểu là nó có mang một hơi hướng gì đấy của Trung Quốc. Đây có rất nhiều loại trà khác nhau. Sô-cô-la và đây có cả kem nữa. Kia là những cái giỏ quà mua để tặng. Bây giờ chúng ta đi ăn kem. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ uống kem này. Cửa hàng này là SOS Sauce. Mi rồi. Em ăn cái gì? Em sẽ uống cái này hay cái này. Cái nào chỉ lại. Này, hoặc là này chưa biết. Chưa biết à? Ừ. Hay là mua cả hai? Anh muốn uống gì ăn gì? Quý mình xin giới thiệu với các bạn là tại sao cái cửa hàng này nó có tên là SOS. Đó là ba cái chữ cái đầu tiên ở trong tiếng Nga Sashiski, nó có nghĩa là xúc xích. Sashiski, và khi phiên âm sang tiếng Nga thì nó cũng ghi là Sashiski. Thì ba cái chữ cái đầu tiên là SOS nên là cái cửa hàng này nó lấy tên là SOS. Còn ngon hơn. Ở đây là sô cô la, kem, các cái pончик bánh, kem. Ngon không? Ngon.
tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau của bọn mình nhé. Bye bye. Bye bye.